chào các bạn. Vâng, xin tự giới thiệu với quý vị và các bạn, mình tên là Đỗ Thị Trang, mình là nhân viên bán hàng của hệ thống xe máy Hòa Bình Minh và hôm nay rất là được vui khi gặp lại quý vị và các bạn. Vâng, và trong video ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu với quý vị và các bạn một số dòng xe mà đang làm mưa làm gió, là một xe siêu hot trên thị trường dòng xe Tycoon hiện nay. Đó chính là dòng xe Winner X. Vâng, và bên cạnh tôi đây là dòng xe Winner X. Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là dòng xe Winner X phiên bản giới hạn, phiên bản mới ra mắt với tem xe thì thể thao phong cách cá tính mới. Dòng xe này thì được trang bị là hệ thống phanh đĩa. Hiện tại thì dòng xe Winner X phiên bản giới hạn này đang có mức giá hiện tại là 37,5 triệu đồng. Còn phía sau tôi đây là dòng xe Winner X phiên bản camo với tem xe thể thao phong cách góc cạnh. Cùng với đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Và hiện tại thì dòng xe Winner X phiên bản camo này đang có giá là 41,2 triệu đồng. Còn phía trước tôi đây là dòng xe Winner X phiên bản đường đua HRC với tem xe thể thao phong cách cá tính với màu sắc xanh, đỏ, trắng, mạnh mẽ thể thao cá tính. Và đây cũng chính là cái màu sắc mà đang được giới trẻ là săn đón nhất hiện nay. Đó. Tem xe thể thao khỏe khoắn mạnh mẽ, mang đậm phong cách Winner X. Và hiện tại thì dòng xe Winner X phiên bản đường đua này đang có giá hiện tại là 41,5 triệu đồng. Và đặc biệt thì hiện tại đối với dòng xe Winner X đang có chương trình khuyến mại, đó là chương trình hành trình năng động xe phải xứng tâm. Cho những hành trình năng động từ nay đến hết 7/6/2021, mua Honda Airblade 150 được hỗ trợ ngay phí đăng ký xe 1,5 triệu đồng, mua Honda Winner X hỗ trợ phí đăng ký xe 3 triệu đồng hoặc trả góp lãi suất 0%. Hành trình năng động xe phải xứng tâm. Hãy đến hết ngay. Chương trình hành trình năng động xe phải xứng tâm. Chương trình bắt đầu từ ngày 7/4/2021 và đến hết ngày 7/6/2021. Khi các bạn mua dòng xe Winner X, các bạn sẽ được lựa chọn một trong hai gói quà khuyến mại. Thứ nhất là hỗ trợ 3 triệu đồng tiền phí đăng ký xe, hoặc các bạn mua xe Winner X trả góp là sẽ được hỗ trợ với gói lãi suất là 0% lãi suất. Tức là khi các bạn mua dòng xe Winner X trả góp, các bạn sẽ không phải mất bất cứ một đồng lãi nào, với điều kiện là các bạn sẽ trả trước từ 20% trở lên giúp tôi. Và thời gian thì trả góp rất là linh hoạt, và từ 6 tháng đến tận 18 tháng cơ ạ. Và ngoài ra, khi các bạn đăng ký mua xe qua fanpage của chúng tôi, các bạn sẽ được nhận rất nhiều những ưu đãi thêm nữa. Và ngoài ra, khi các bạn mua dòng xe Winner X hay tất cả các dòng xe tại hệ thống cửa hàng xe máy Hòa Bình Minh, các bạn sẽ được tặng một trong những phần quà như là mũ bảo hiểm thời trang, ba lô chính hãng, áo gió thể thao và áo mưa thời trang. Vâng, và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Và để sở hữu những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn này, thì xin mời quý vị và các bạn hãy qua ngay các cửa hàng thuộc hệ thống xe máy Hòa Bình Minh của chúng tôi. Và bây giờ xin phép được chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.